Dạ, vườn mai chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là cái mặt hoa của hoa đai mai Đại Lộc cả nhà. Hôm nay mai Đại Lộc nhà em nở hoa quá trời đẹp, hoa rất là to, to đùng luôn cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, nó rất là đẹp luôn. Thì cái hoa Đại Lộc chúng ta thì tầm khoảng 5 cho đến 49 cánh. Thì sao mà em cứ nói là 5 cánh cả nhà? Thì trong đó số ít đâu đó, số ít thôi cả nhà. Nó sẽ có một vài cây bị đốc ra 5 cánh ha, hoặc là trong một cái chùm hoa như thế này nó sẽ ra một hai hoa là 5 cánh. Nó đây, nhưng mà đa số là hoa rất là đẹp như thế này cả nhà. Đó là hàng Đại Lộc, cái màu tươi rực rỡ luôn, và cánh hoa của nó rất là nhiều, và đặc biệt hoa của nó vô cùng to, bông chùm không nhé cả nhà. Đó, thì bên vườn mai nhà em cũng có nhân một số giống cả nhà, một số giống như thế này Đại Lộc này để chơi Tết ha. Cái hàng thứ nhất là cái hàng gọi trầm trung cả nhà, trầm trung rễ thì nói chung cũng xử lý đủ kiểu nhé cả nhà. Đó đây, đó cây thì cao khoảng 40 cm, 35 cho đến 40 cm. Cái mắt lá như thế này là cả nhà, nó đang tạo một cái mầm hoa nè. Cả nhà nhìn thấy khi mà nó nở hoa thì sẽ rất là ok, rất là đẹp luôn ha. Thì loại này em bán với giá là 220 ngàn một cây cả nhà, 220 ngàn một cây. Và hôm nay với chương trình tri ân khách hàng mùa dịch thì em sẽ giảm giá 10 ngàn một cây nha. Đây là cái này là còn là 201 một cây cả nhà. Đó, nếu mà 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Hàng rất là đẹp, hàng tuyệt vời luôn á cả nhà. Rồi, và thêm một cái loại Đại Lộc nhỏ hơn. Đại Lộc nhỏ hơn, Đại Lộc này thì cũng liền cốt 100% cả nhà. Đó, 100% đã liền cốt hết ha. Cây thì cao khoảng 35 đến 40, thì giá là 140 một cây. Đó, 140 một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cả nhà. Đó, rễ rốc này ha. Đó, đây là hàng Đại Lộc chơi Tết nha cả nhà. Rất là nhiều luôn. Được khoảng gần 1000 cây cả nhà. Đó, ai thích loại này xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó chính là hàng Đại Lộc liền cốt cả nhà. Rồi, và có hàng Đại Lộc nhỏ hơn nữa. Hàng Đại Lộc nhỏ hơn thì giá là 125 ngàn một cây. Cây cao thành tầm khoảng 30 cm cả nhà. Đây, đó, cái này cũng liền cốt luôn nha. Mà nó đều cành nhánh thì nó chưa có bằng cái loại kia ha. Thì giá là 125 ngàn một cây. Còn bên đây là 140 ha. Đó, ai thích loại nào xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.